Các bạn thân mến, thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch cuối tuần ngày thứ 6 của thị trường chứng khoán Mỹ với cái mức tăng điểm khá là nhiều, mức tăng lên tới 746 điểm cho chỉ số chứng khoán Mỹ ở mức là 3,29% trên chỉ số Dow Jones. Và S&P 500 thì tăng ở mức 84.05, tương đương với 3,43%. Như vậy là thị trường quốc tế trong phiên cuối cùng của tuần trước, trong phiên cuối tuần tuần trước thì cho chúng ta một cái tỷ lệ tăng khá là mạnh, cộng với việc là nuôi cho, tức là cho thị trường chứng khoán toàn cầu mà thêm những cái kỳ vọng về cái đợt phục hồi trong thời gian sắp tới. Để làm rõ với quý anh chị em và các bạn, và một phần nào đó thì có thể cùng quý anh chị em và các bạn trong buổi trước giờ mở cửa của phiên giao dịch ngày 7/1/2019, thì chúng tôi dành ra ít phút thời gian để trao đổi và chia sẻ với quý anh chị em và các bạn về cái nỗ lực phục hồi đáng ghi nhận của thị trường chứng khoán thế giới trên tất hầu hết các thị trường. Thưa quý vị và các bạn, là ở chỉ số công nghiệp Dow Jones cũng như là chỉ số S&P 500, thì ở S&P 500 chúng ta có một cái chu kỳ gần 3 tháng suy giảm với cái mức suy giảm lên tới 19,78%. Và như những chia sẻ gần đây của chúng tôi về một số cái đại gọi là đại diện của cái cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Mỹ, thì tôi lấy ví dụ rất đơn lẻ, đó là Apple với cái mức suy giảm lên tới 38,2%, sấp xỉ 40%, tương đương với mức suy giảm gấp đôi so với chỉ số công nghiệp Dow Jones và chỉ số S&P 500. Như vậy là rõ ràng thì cái mức suy giảm sâu như vậy trong cái lịch sử của các thị trường chứng khoán trên toàn cầu thì đều sẽ có cái nỗ lực phục hồi. Và cái việc các cái nỗ lực phục hồi của thị trường được gọi là những cái điểm hồi kỹ thuật đáng ghi nhận. Bên cạnh đó thì chúng ta không chỉ nhìn qua thị trường chứng khoán Mỹ, chúng ta có thể đảo qua thị trường chứng khoán của Nhật Bản, chỉ số Shanghai của Trung Quốc và chỉ số Nikkei của Nhật Bản. Thì rõ ràng chúng ta cũng không khó để nhận ra rằng chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc cũng có một cái đợt suy giảm kéo dài rất là lâu, lên tới 11 tháng. Tức là nguyên năm 2018 thì Shanghai Composite có một cái đợt sụt giảm lên tới 29,02%. Và những cái nỗ lực phục hồi trong ngắn hạn liên tục được chính phủ Trung Quốc cũng như là các nhà hoạch định chính sách của Trung Quốc tìm mọi cách phương kế để có thể tác động lên thị trường tài chính, bơm thêm cung tiền hoặc là dùng các giải pháp kỹ thuật để tác động. Tuy vậy thì năm 2018 kể ra là một năm buồn với chứng khoán Trung Quốc. Rõ ràng là với mức suy giảm trong vòng một năm 2018 là 29%, thì một đợt phục hồi, một cái đợt nỗ lực phục hồi hoặc là một đợt gọi là cố gắng để có thể giảm bớt cái đà suy giảm của nền kinh tế Trung Quốc nói chung và thị trường chứng khoán Trung Quốc nói riêng. Điểm qua được cái tình hình thì trong nhiều video chúng tôi đã cập nhật trong video là thị trường chứng khoán toàn cầu đã sụp đổ như thế nào trong năm 2018, thì chúng ta cũng đã điểm qua rất là chi tiết thị trường chứng khoán Trung Quốc. Nhưng trong cái buổi chia sẻ hôm nay thì chúng ta có thể điểm qua lại một lần nữa trong cái chu kỳ tăng tốc kinh tế của Trung Quốc và suy giảm kinh tế của Trung Quốc trong giai đoạn vừa qua. Thì trước năm 2005 thì tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc được coi là khá cao, ở cái mức trung bình trên dưới 10% GDP cho một năm. Và tốc độ tăng trưởng của thu nhập bình quân đầu người của Trung Quốc cũng tương đồng với cái mức trung bình của 20 năm là 10%. Bước sang năm 2007-08, chúng ta gặp một cái cuộc khủng hoảng kinh tế được coi là khá là lớn, bắt nguồn từ Mỹ. Và thị trường chứng khoán Trung Quốc thì cũng không đứng ngoài. Trong vòng 13 tháng, tức là nguyên năm 2008, là có một cái đợt sụt giảm lên tới 72% kể từ cái mức cao nhất mà chỉ số Shanghai lập được.
Sau đó thì có nỗ lực phục hồi vào năm 2009 với cái gói kích thích kinh tế rất là mạnh của chính phủ Trung Quốc. Và hình như tôi không nhớ không nhầm thì năm 2009 kinh tế Việt Nam cũng gặp rất nhiều những cái khó khăn, và tại thời điểm này thì Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đã đưa ra cái gói hỗ trợ lãi suất 4%, 100.000 tỷ hỗ trợ lãi suất 4% giai đoạn này, và Việt Nam hình như cũng có cái sự tương đồng trong cái sự nỗ lực phục hồi của nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng. Thì với cái đợt phục hồi của năm 2009 thì chúng ta thấy rằng là chỉ số chứng khoán Trung Quốc đã phục hồi lại phân nửa số mất điểm trước đó. Tuy vậy thì trong cả một cái chu kỳ dài của cái đợt suy giảm từ năm 2007 tới nay thì rõ ràng có một đợt phục hồi thứ hai, mà cái nỗ lực phục hồi này thực sự là rất lớn vào nửa cuối năm 2014, thì với cái chính sách gọi là rất là nới lỏng về mặt tiền tệ của chính phủ Trung Quốc cộng với việc phá giá đồng tiền, thì chỉ số chứng khoán Trung Quốc đã có một cái đợt gọi là đi lên khá là nhiều trong năm 2014, tháng 7 năm 2014, và mức tăng có thể tính trên chỉ số chứng khoán là Shanghai từ mốc 2.000 điểm mà tăng lên tới mốc 4.500 điểm, tức là tăng hơn gấp đôi trong cái giai đoạn nỗ lực phục hồi. Và giai đoạn này thì khối lượng giao dịch của các cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Trung Quốc là cực lớn. Tuy vậy thì sau đó thì tiếp tục một cái đà suy giảm tiếp, và chỉ số này đã mất gần như là toàn bộ cái kết quả phục hồi, tới 45% trên cái tổng cái giá trị phục hồi trước đó. Và gần đây nhất thì thực sự là chúng ta cũng gặp một cái năm 2018 thì chứng khoán Trung Quốc suy giảm chậm hơn. Lý do là bởi vì giai đoạn 2016-2017 thì chỉ số này tăng rất là chậm, gần như là trong cái tình trạng đi ngang. Do đó thì cái đợt suy giảm năm 2018 chỉ lấy đi của thị trường Trung Quốc khoảng 29%. Như vậy thì qua cái thông tin về cái thị trường mà những cái đợt tăng giảm như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái nỗ lực phục hồi của các thị trường là rất rõ nét. Chỉ số công nghiệp Dow Jones, chỉ số S&P 500, chỉ số Nikkei của Nhật Bản, Shanghai của Trung Quốc, Nikkei 225 của Nhật Bản thì cũng như vậy, cũng hoàn toàn tương đồng trong cái đợt suy giảm trước đó của thị trường thì cũng đã lấy đi của chỉ số chứng khoán Nhật ở cái mức là đâu đó khoảng tầm 20%, tức là tương đồng với cái chỉ số mất đi của S&P 500 trong cái giai đoạn 2018. Nhưng mà hiện tại thì chỉ số của Nhật Bản thì hoàn toàn tương đồng với S&P 500 luôn, tức là trong 3 tháng vừa qua thì mất khoảng 20%. Như vậy thì nếu mà tính trên cái phục hồi ngắn hạn thì có lẽ sẽ có một cái đợt phục hồi, nỗ lực phục hồi, hồi phục của thị trường chứng khoán trên toàn cầu trong một cái chu kỳ gọi là đang có dấu hiệu bước vào thị trường downtrend dài hạn. Thì rõ ràng tại những cái ngưỡng hỗ trợ khá là mạnh của Nikkei là 19.500, của S&P 500 thì là ở cái mức hỗ trợ là 2.340, và ở Dow Jones, chỉ số công nghiệp Dow Jones thì cũng đang có cái mức hỗ trợ tại 22.500, có những thời điểm thì nó đã về tới 21.000. Do đó thì 4-5 tuần gần đây thì các chỉ số này đều hồi phục trở lại. Và nếu nhìn trên những cổ phiếu riêng lẻ như là Google, Facebook, Amazon, rồi Apple, thì tất cả các cái cổ phiếu này đã có một cái đợt suy giảm không hề nhẹ trong vòng 3 tháng trở lại đây, với cái mức giảm điểm từ 25-40% trong vòng chỉ 3 tháng thôi. Thì rõ ràng là không cần phân tích gì nhiều về mặt kinh tế vĩ mô cũng như là về cái hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trên tất cả các doanh nghiệp trên toàn cầu, thì rõ ràng chúng ta không khó để nhận ra rằng là với một cái đợt suy giảm sâu trong một khoảng thời gian ngắn thì việc hồi phục lại và nỗ lực hồi phục là điều rất dễ có thể sẽ xảy ra. Chúng ta sẽ có thêm kỳ vọng cho thị trường chứng khoán Việt Nam trong cái giai đoạn gần đây, thì khoảng 1, 2, 3, 4 tháng gần đây, kể từ tháng 10 cùng 3 tháng 12, sorry anh chị em và các bạn, trong 4 tuần gần đây thì chỉ số VN Index Việt Nam đã giảm khoảng đâu đó 10%,
bắt đầu từ cái đợt suy giảm từ mùng 3 tháng 12. Trong cái tháng này thì chúng ta giảm khoảng 10%. Còn nếu tính từ tháng 9 năm 2018 thì chỉ số VN Index đã có cái đợt suy giảm tương đương với mức giảm là khoảng 15%. Như vậy là với cái kỳ vọng hồi phục kỹ thuật theo hướng tích cực sẽ đưa và hướng dòng tiền vào những tháng cuối năm, thì chúng tôi rất hy vọng rằng là thị trường có thể sẽ có một đợt hồi phục kỹ thuật khoảng đâu đó từ 5-7%. Tức là thị trường của chúng ta sẽ hướng về cái khu vực là 910-930 trong thời gian sắp tới. Tuy vậy thì để làm rõ được cái câu chuyện này thì chúng ta cần phải tìm và nghiên cứu thêm về cái dòng tiền của thị trường liệu có quay trở lại trong cái phiên giao dịch đầu tuần tới hay không. Bên cạnh đó nữa thì cũng vài chia sẻ thêm cho anh chị em và các bạn có cái xu hướng là muốn tìm kiếm một cái cơ hội để mua cổ phiếu cho đầu tư dài hạn, thì chúng ta cũng cần phải xem xét và cân nhắc rất kỹ lưỡng trước khi tham gia thị trường. Nếu như chúng ta có cái ý định tham gia thị trường và cái thời gian trên thị trường có thể dài hơn từ 1 tới 3 quý hoặc là từ 1 năm tới 3 năm thì chúng ta cũng phải cần quan sát thêm và cân nhắc. Còn nếu như anh chị em và các bạn tham gia thị trường với góc độ là lướt sóng ngắn hạn, tham gia thị trường ở cái thời gian khoảng 1 tới 4 tuần hoặc là từ 1 tháng tới 2 tháng thì chúng ta mới có thể là tự tin để cân nhắc tham gia trong những cái đợt lướt sóng. Và đặc biệt là những cái khuyến nghị lướt sóng như vậy thì hoàn toàn chỉ nên được áp dụng cho những nhà đầu tư thực sự là nhiều kinh nghiệm và có cái khả năng phản ứng nhanh lẹ trên thị trường. Bởi lẽ với những nhà đầu tư thực sự là không có nhiều kinh nghiệm thì rất dễ những cái dự báo về cái đợt phục hồi thất bại, thì chúng ta sẽ dễ sẽ chịu những cái thiệt hại của cái đợt suy giảm tiếp theo. Bên cạnh đó nữa thì với những nhà đầu tư mà có cái lượng vốn nhiều hơn 10 tỷ trở lên thì những cái đợt hồi phục kỹ thuật như thế này nó không xứng đáng để quý anh chị em và các bạn có thể tham gia. Lý do là nếu để giải ngân theo cái phương pháp gọi là tích lũy cổ phiếu cho đầu tư dài hạn thì những đợt hồi phục ngắn từ 1 tới 3 tuần, từ 1 tháng tới 2 tháng, có thể quý anh chị em và các bạn còn chưa giải ngân hết thì thị trường đã quay trở lại cái xu hướng cũ của nó là xu hướng downtrend dài hạn. Do đó thì với những cái lượng tiền lớn trên 10 tỷ đồng hoặc là với những nhà đầu tư có cái mức vốn lớn cũng như là các quỹ đầu tư từ trung bình tới lớn thì chúng ta còn có thể phải quan sát thêm thị trường và sử dụng các cái giải pháp trước đó mà nhóm chúng tôi đưa ra về việc tính toán cái sự hấp dẫn dựa trên chỉ số PE thị trường, dựa trên cái tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp cũng như là cái chỉ số PE nghịch đảo đã hợp lý chưa với các doanh nghiệp cụ thể mà quý anh chị em và các bạn đang quan tâm. Và hơn hết chúng ta cần phải quan sát thêm cái kết quả hoạt động kinh doanh của quý 4 năm 2018 để thấy rõ hơn bức tranh toàn cảnh của nền kinh tế Việt Nam nói riêng và nhìn nhận được rõ nét hơn những cái doanh nghiệp, những cái tổ chức, những đơn vị nào là có cái hoạt động kinh doanh vẫn duy trì được cái tốc độ phù hợp. Và đặc biệt là chúng ta dành thời gian để quan sát cái đợt đàm phán sắp tới của người Trung Quốc và người Mỹ trong cái thời hạn 90 ngày nâng cái mức thuế giữa Trung Quốc và Mỹ kể từ ngày mùng 1 tháng 12 năm 2018 tới ngày mùng 1 tháng 3 năm 2019. Nếu như cái đàm phán có thể thành công, tức là người Mỹ và người Trung Quốc là dừng cái việc đánh thuế hàng hóa qua lại, thì chúng ta hoàn toàn có thể cân nhắc lại về cái việc tham gia thị trường. Còn hiện tại thì chúng ta sẽ quan sát thị trường, có sẽ có những tín hiệu sớm trong cái câu chuyện là cái nhà đầu tư tự tin trong cái đợt hồi phục liệu là có phải là đang quá tự tin vào cái kết quả của cái cuộc đàm phán, hay là các nhà đầu tư đang kỳ vọng vào một cái điều gì ở phía trước. Thì thực sự thì đoán cho thị trường trong cái khoảng thời gian ngắn là điều rất là khó, từ 1 tới 2 tuần, từ 1 tháng tới dưới 2 tháng thì thực sự là rất khó. Do đó chúng ta hãy chờ đợi thêm những cái tín hiệu mà thị trường trả về cho cái đợt phục hồi kỹ thuật mà chúng tôi dự báo là nhiều khả năng thì sẽ là nỗ lực rất là tích cực ở các thị trường, hầu khắp các thị trường trên thế giới. Thì đợt hồi phục này
nó đi tới đâu, nó có đi xa được hay không, nó sẽ thể hiện trong ít phiên sắp tới. Và đặc biệt là với chỉ số S&P 500, tức là nói riêng và thị trường chứng khoán Mỹ nói chung, thì sau 9 phiên hồi phục, liệu có duy trì tiếp tục cái đà hồi phục hay không? Thì phiên của phiên tối thứ hai ngày 7 tháng 1 năm 2019 sẽ trả lời rất rõ câu chuyện này. Thì một vài cái cập nhật cái tình hình thị trường trên toàn cầu trong cái kết tuần đầu tiên của năm 2019, hy vọng là sẽ giúp ích cho quý nhà đầu tư cũng như quý anh chị em và các bạn có cái định hướng rõ nét trong cái quy trình giải ngân đầu tư và quan sát cái tình hình biến động của kinh tế toàn cầu nói chung, thị trường tài chính nói riêng, và những cái cơ hội gọi là mua gom những cái tài sản và những cái sản phẩm được for sale trong cái mùa thị trường suy thoái, gọi là thị trường điều chỉnh. Và cái mức điều chỉnh thì theo cái góc nhìn khác của nhóm chúng tôi thì cung cấp thêm cho anh chị em và các bạn là cái mức điều chỉnh này thì hiện tại được cho là khá phù hợp với những cái thị trường đã có sự điều chỉnh lớn trước đó, ví dụ như Việt Nam, ví dụ như Trung Quốc, ví dụ như Hồng Kông, thị trường chứng khoán của Ba Lan, của châu Âu, đặc biệt là những thị trường của châu Âu trong giai đoạn vừa qua thì cũng giảm khá là nhiều, DAX rồi một số các thị trường chứng khoán của khu vực châu Á, ví dụ như của Thái Lan, của Indo, Malaysia, thì đó là những thị trường bị suy giảm sâu. Còn lại thì một số thị trường còn khá là mạnh và chỉ mới bắt đầu cho cái đợt suy giảm, đang có dấu hiệu bước vào thị trường gấu. Thì gồm có là thị trường Nhật, thị trường Mỹ, một số cái nước khá là phát triển mà trong cái đợt kích thích kinh tế trước đó vẫn còn dư âm, thì có lẽ là chỉ mới bắt đầu. Và một cái tín hiệu cuối tuần cho thấy là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed là bật cái đèn xanh cho câu chuyện là nhiều khả năng 2019 sẽ cân nhắc hơn trong cái câu chuyện tăng lãi suất, trước cái những cái tín hiệu tiêu cực đầu tiên đến từ trả về từ thị trường tài chính chứng khoán trong một cái đợt suy giảm thực sự cũng được coi là nhiều nếu tính trên số tháng, tức là trong vòng 3 tháng mà thị trường Mỹ giảm tới 20% trên tổng thị trường, tức là trên các cái chỉ số hiển thị của thị trường. Còn lại thì rất nhiều cổ phiếu có mức giảm cao từ 35-40% là không hiếm. Tiêu biểu là Apple, Google, Facebook, Amazon, Netflix và rất nhiều các doanh nghiệp khác trên toàn cầu thì có cái mức suy giảm quá nhanh trong vòng chỉ 3 tháng trở lại đây. Thì một vài cái cập nhật như vậy. Thì xin chào, hẹn gặp lại anh chị em và các bạn trong một cái video tiếp theo của cái chương trình cập nhật thị trường toàn cầu trong những cái chia sẻ cuối tuần và tổng hợp thông tin giúp ích cho quý anh chị em và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.